mở cửa. Đây là ngôi nhà 27 xe 21 đề tháng. Mở đi, dựng xe vào. Hello. Hello. Bật đèn lên các, bật đèn hồng lên các cho nó sáng đẹp. Bật cái đèn, bật hết đèn lên cho nó sáng. Đấy. Đi một vòng phố rồi. Vòng phố nhưng mà nó không có cho vào đường, không cho vào đường Hoa Nguyễn Huệ, thành ra là phải quay về. Ra đường cho nó tử tế. Mười một giờ chưa? Mua cành cành lộc gì đem về, đâu có bán cái gì đâu mua. Yeah. Đi chơi Tết thôi chứ. Bác mình như này nó bán cành lộc đấy, bán đêm đêm 30, đêm 30 chị Ngân chị bảo đi mua mía ấy chứ. Tao cũng không cắm à. Để nháy. Xuân ơi xuân xuân đã xuân ơi xuân ơi xuân xuân xuân. Đúng bùi nhùi. Không cắm điện nháy kìa. Ủa thế đi mất có 40 phút. Thế đi 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 có 2-30 phút. Thế đi nhanh vèo cái hết thành phố luôn, hết chỗ. Đâu có cho vào đường đâu mà. Này này này, cắm nó cắm nó, quay cho mẹ rồi tí. Mẹ phá cây nữa rồi, cây đẹp mẹ cứ phá thôi, con phải trích tiền ra mua nữa.